Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi mục 1 La Mã trang 17 sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trong thực tế, để đo các độ dài sau đây, người ta thường sử dụng đơn vị nào? A, độ cao cửa sổ trong phòng học. B, độ sâu của một hồ bơi. C, chu vi của quả cam, D, độ dày của cuốn sách và E, khoảng cách giữa Hà Nội và Huế. Để có thể trả lời được cho câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng cô ôn lại về đơn vị đo độ dài nhé. Ta thấy rằng trong hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta, đơn vị đo độ dài chính là mét, ký hiệu là m. Một số đơn vị đo độ dài khác thường gặp như mm, có giá trị là 0,001m cm sẽ có giá trị là 0,01m dm sẽ có giá trị là 0,1m và km là 1.000m Dựa vào quan sát thực tế chúng ta có thể thấy rằng độ cao của cửa sổ trong phòng học thì chúng ta có thể sử dụng đơn vị đo là mét, bởi vì thường thì các độ cao của cửa sổ là đều lớn hơn 1 mét cả. Còn để đo độ sâu của hồ bơi, chúng ta cũng có thể sử dụng đơn vị mét. Đối với chu vi của quả cam thì nó khá là bé, như vậy nếu như chúng ta sử dụng đơn vị mét thì giá trị này rất nhỏ, nên ta thường sẽ sử dụng đơn vị là cm. Còn độ dày của cuốn sách thì chúng ta có thể sử dụng đơn vị cm vì độ dày của cuốn sách cũng khá nhỏ. Khoảng cách giữa Hà Nội và Huế ta có thể sử dụng đơn vị là km vì đây là một khoảng cách khá xa. Vậy bây giờ cô và Kem sẽ cùng nhau trình bày câu trả lời của mình vào phiếu nhé. Thứ nhất, ở câu A chúng ta có độ cao cửa sổ phòng học. Độ cao cửa sổ phòng học thì chúng ta sử dụng đơn vị là mét. Còn độ sâu của một hồ bơi. Độ sâu của một hồ bơi. Ta sẽ sử dụng đơn vị mét. Chu vi của quả cam của quả cam như cô vừa phân tích thì nó khá là nhỏ đúng không nào như vậy ta có thể sử dụng đơn vị là cm còn độ dày của cuốn sách độ dày của cuốn sách ta cũng sử dụng đơn vị là cm nhé thậm chí có những cuốn sách khá là mỏng thì ta cũng có thể sử dụng đơn vị là mm cũng được các em ạ và khoảng cách giữa hà nội và huế khoảng cách giữa hà nội hà nội cô viết tắt và huế ta sẽ sử dụng đơn vị km Như vậy là vừa rồi, cô và Kem đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi mục 1, trang 17, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.